nhanh hơn, mình nhớ từ lâu hơn. Ở sự video mình nghe nó rất là dễ dàng, dễ cục. Xong đó mình không nhớ là mình phải đi coi những cái gì. Rồi hay là một vùng vào trạng thái chức năng thì cái cấu trúc liên quan tới não bộ của mình như hồi nay, hippocampus có bình thường hay không, cái cảm hứng cảm xúc đang đi học mà đang vui quá, em muốn thức quá cái buổi được xem phim thì sẽ không có quan tâm đến chuyện bạn học. Hay sáng trước khi đi học muốn gì với nhau với bồ lên cũng bực bội quá, giận quá thì cũng không thể nào tập trung cái việc mà thực hiện những cái gì. Và còn cái yếu tố đó là cái chuyện duy trì mà các bạn không thể thay đổi được. Trong thời gian thì mình thích cảm thấy chức năng của trong bộ cảm xúc mình có thể thay đổi một điều chỉnh, cũng giúp cho cái điều gì sau đó sẽ được cái bình thường và ổn định hơn. Thì cái đặc điểm duy trì này nó sẽ thay đổi đi lên từng người. Các em sẽ thấy là có chúng chỉnh bạn là những cái trẻ nhỏ khả năng tiếp thu được rất là nhanh hơn những cái người khác. Thì cái này không cần không thể nào để điều gì được. Rồi các bạn lưu ý nhớ ha. Thì cái phụng hành trí nhớ, nếu như tại một cái phụng hành trí nhớ này không phải là nó sẽ phụng hành những gì nó sẽ gặp cái vấn đề là khi mà càng lớn tuổi nó sẽ bị khóc hàng. Cái bản thân của cái hàng đưa ra thì nó sẽ tăng lên rất là nhiều, tăng khoảng 400% so với là cái người người thì thăng lên. Nên là cái việc phổng hợp với các phụng hành trí nhớ của mình nó sẽ bị giảm xuất tiền và em quên nhiều hơn. Cũng không cần chờ cái lớp sắp cho phụng, mà những em thấy là bây giờ khi các em học lòng thì cuốn sách lý thì các bạn thấy sao? Cháu buồn mỏi đâu? Trong khi ngày xưa ha, khi mình đi học lịch sử thì nó này co ro cuốn mở cuốn sách này mỗi trang mỗi cái sự kiện lịch sử nhớ chính xác thì mình biết rất nhiều, nhớ rõ trang ấy luôn. Mà giờ khi hỏi cái chương đó thì mình biết rất nhiều, nhớ rõ trang ấy luôn. Mà giờ khi hỏi cái chương đó thì mình biết rất nhiều, nhớ rõ trang ấy luôn. Nhớ là nó đau quá. Đây là cái mặt của cái gì này tăng lên các bạn. Đó là mặt mấy năm. Quan trọng cái gì là mặt của em là giảm khó khăn các bạn. Đúng rồi, các bạn cần có sự tinh chế. Và khi bộ vô cảm xúc mà vui rồi hay là do cái áp lực học cùng lúc nhiều môn quá mà mình thấy là gần như cái ứng dụng áp dụng đâu hết. Càng cứ mỗi đề về mỗi tuần mỗi thi thì hàng sáng chiều cũng học hết, nên dần dần sẽ có cảm giác là rất là mình tin của mình sẽ được chế, nó không có tiếp thu gì hơn. Bây giờ mình không học một lần hết cho mình là do thầy cô là mình được chế chứ là thầy cô là mình được chế. Cái này để mà mình tiếp cận cái kiến thức thầy cô là theo cái nghiệm của thầy thì các em sẽ cố gắng và sẽ liên hệ cái nội dung đó cho con thực hiện. Để học một cái cơ chế của tâm lý chẳng hạn, giờ mình coi cái hàng thường ở nhà mình cắt đánh cái này có người tâm lý ác thì mình sẽ quan tâm tới mình. Không biết tâm lý ác đó thì đâu cho là giờ mình tiêm ăn nhiều quá hay là có mình sợ co mình có lo lắng gì không, hay là biết đang sử dụng thứ gì. Các em quan tâm em gắn nó vào trong một cái vấn đề mình nghĩ trong đời sống của mình, các em sẽ thấy là nó cần phải cho em nhớ lâu hơn, cái hiểu rõ hơn rất là nhiều. Cái bệnh lý Alzheimer là do nó thì thường có các tế bào viêm nhiễm trùng trước năm, nó sẽ làm cho một số trở nên nhẹ. Thì có một cái phần nữa gửi cho các bạn. Trong cái phân loại thì bạn sẽ có điều kiện
đến từ các cái điều đấy, nhưng mà không rất là họ sẽ có kết quả, họ sẽ có điều gì bài này cuối cùng luôn. Thì bạn sẽ có điều kiện tự nhiên, thì người ta nhìn vào cái đặc điểm tự nhiên. Các bạn mình nhắc cũng không? Ví dụ, các em thấy là các bạn đã từng đi chăn chưa này? Chăn cua đi mà. Thì đây là mình sẽ phối hợp thêm một cái kích thước có điều kiện tính năng.
và người ta sẽ gọi cái bản xạ tiết bò nghe tiếng còi mũi là bản xạ có điều kiện bậc hai. Thì bậc ba thì giờ sẽ lên gì dùng chung hay gì đó phối hợp chung, thì càng có nhiều chất có điều kiện phối hợp bằng thì cái mức độ bản xạ có điều kiện của mình nó sẽ càng cao. Thì ở thường chúng ta sẽ phân loại ra cái bản xạ điều kiện và cái bậc cao hơn không ha. Vì khi mà chúng ta là thành một cái phát triển nào đó thì bây giờ khi mình muốn đi ngay lập tức cho đây cũng chuẩn bị cái mâm đó là còn có những cái dụng cụ cùng còn còn là sao cũng nhất là sao lúc này là cũng bắt đi lên mặt cùng còn và tới là biết là cái cùng là sẽ cùng theo kiểu là còn mâm rồi biết là phải đi như thế nào để cho mình không bị đau không. Thì đó là những cái hành các kỹ năng, cái hành hài của cái người này đúng không? Đó là một cái can mà không có phân ra một máy nữa. Mình xem cái bài đó là cái bài mình đánh mắt mọi người. Thì mọi người có hai cái hệ thống thiền. Hệ thống thiền thứ nhất là những thiền có đặc tính tiền lợi, tiền sờ, nghe, đến tiền ha. Thì nó gồm các có điều kiện, không điều kiện, nó có những cái đặc tính tự nhiên. Thì nhờ các vị cô lô, hầu điện thoại của học con ha. Nó chung cho cả người và học con. Cái hệ thống thiền thứ hai là những cái thiền có đặc tính tương tự. À, một cái thủ tướng cái thức này là sẽ là các bạn có điểm khác. Ví dụ như bạn nghe thấy nè, các bạn thấy xa. Đầu tiên các bạn phải hiểu rồi sao. Giờ đến khi gặp các bạn Pakistan vô đi, các bạn nói là cháy nhà một tí Pakistan thì sao? Các bạn ngồi đó đây, các bạn ngồi đơn luôn, không biết gì, không biết nói gì đâu, đúng không? Nhưng mà giờ nói một tí về cháy nhà thì mình tất mình sẽ có làm cái cách đặt khác là sao? Rồi vàng, chạy đi ra đi xuống thôi, còn cái máy nữa nè. Còn coi về một lần bốn xuống dốc ha. Nhảy luôn. Thì cái này nó hiểu thứ hai này. Ví dụ cho là gì? Phải hiểu được nghĩa của cái ý hay là cái lời nói, là hiểu được cái kiểu của cái chữ đó là gì. À, nó khác là đầu tiên là cái nội dung, cái ý nghĩa của nó chứ không phải là cái độ âm thanh, độ sáng nó làm sao. Thì cái này nó hiểu thứ hai này. Vì sao? Phải dựa trên cái chuyện là hiểu được cái chữ trên bản là gì, hiểu được cái lời nói của chị là gì, mình có cái cách ứng phù hợp cái lời nói, cái điều đúng gì. Thì hồi đó cái điều thứ hai nó tập trung cho mình luôn. Các bạn thấy là gì? Khi mà mình mắc sự cái bản của mình, bạn mình nó sẽ hiểu cái điều nó như thế nào, nó sẽ đáp ứng ra. Thế sao bây giờ là... Sự như sẽ cảm thông, chia sẻ, hiểu được cái kia, mà muốn xa. Thì khi mất hai đảo không có quen thì mình cũng không. Giờ mình rất là tốt, nhưng mà giờ cái đang tâm sự với chó con mèo thì nó sẽ sao vậy? Thì nó sẽ cũng yêu nhau thôi, dù cho hôm nay là được nói chuyện với yêu cô đồng ý nhận lời yêu mình hay là nhiều quá tụi người phía thì lúc nào cũng có một cái ứng duy nhất là đâu con cũng yêu em không thể nào không được. Thì chúng ta nói là những cái điều thứ hai này nó cũng mặn nhưng nó cũng nhất trong một số trường hợp cũng có thể mặn hơn. Bây giờ các em sẽ lấy cái ví dụ của bạn nữa. Các bạn đã từng đi nấu ăn chưa? Chưa. Chưa. Nói vậy tôi dùng đi ăn, tôi dùng nấu ăn á. Tới rồng, tới một đá đến cửa. Cặp nha, không phải chịu. Đá đến cửa. Các bạn đã từng đi nấu ăn, đi tham gia thì nấu há cái tiền ra xong thấy mấy bạn lên ăn. Nếu mấy phan quá, mấy phan quá. Rất là sợ. Thì cái bạn nó nói, bạn thấy nằm yên nha. Cái mấy phan nó bé như lắm á. Bạn cũng biết cái lưỡi. Bắt cái lưỡi. Mình sợ, mình ngồi trên mình nằm trên đó, mình cho bạn mình chủ trao, mình có bị sâu ra, mình căng thẳng lắm. Không biết lúc nào cái phan, cái lưỡi của bạn nó cắt xuống cái lưỡi của bạn. Cái lưỡi. Càng tập trung thì mấy bạn thấy xuống hút xanh tụi mình thích nhiều hơn. Nhưng mà giờ cũng là đi khác năng, nhưng mà mình gặp một cái bạn nữ dễ thương ơi, dễ thương ấy. Phải không? Giờ mình sẽ khác năng cho bạn nghe. Xong rồi đó hôm qua mình mới vừa tới
và có thể là nó vừa có cái năng thấp rồi các sự kiện thì mình có thể rồi khả năng tư duy dùng rồi thì giống như các bạn ấy học các cái môn tiếng học thì ha các bạn thấy là thời nguyên tử các khác cái đương nhiên lúc đó là phải trong cái giai đoạn là tự nhiên ông sản như thế này đây là những cái ông đó họ có trải qua cái thời ông sản nguyên thủy không không nhưng mà tại sao có thể là nó ra được là cái sao mà nó nguyên thủy đó là coi như là mọi người đều cùng đi với nhau vâng thì rất là dễ lên thì chẳng phải là dễ thì các bạn nói rất là to rất là dễ cái là những cái xác định xác định lên thớt chuẩn bị lên thớt các bạn sẽ có cái suy nghĩ không tự như là bạn thấy đúng không biết ăn hay là thấy có đúng không hay là bạn thấy có công chữ gì đó bạn không nghe vui vui nên vui mà sao nó buồn và cái tiếng nói của ta thường bằng quốc chế hay còn được cái thường bằng cái gì nào đấy thì như chị nói vừa ở nhà mình có em gái chị gái mình nhờ mà mình làm cái gì được cái họ tới đâu á có kêu làm nó có chị làm nhân viên làm của chị thì cũng kêu làm đó như là lên nhà nó quét nhà đi nó coi nhà lắm đi một tháng ngày nó còn mình đem làm nghỉ sẽ được chị làm cũng được và nhiều chứ nhờ em còn qua nhà con gái thì sao rồi thấy chắc tiền người có cái khác nhau mà sao người ta mình sinh ra nhưng mà
là bị mù, bị mù cái tay, tay thì tốt hơn. Có những người hay bị mù á mà đi đường luôn. Quen luôn. Hay lắm. Thì người ta sẽ không còn biết là người ta có thể lạc đường. Thứ nhất là người ta có thể lạc đường. Sao ta đi, ta nhập tay. Khi nó đã tập được rồi, nó sẽ là thành công dài. Cái loại yếu thì nó sẽ tái được thành bằng. Cái thứ hai là người ta được cái thăng bằng của cơ cấu chế. Cái loại thăng bằng, cái cường độ của cơ cấu chế nó ngang nhau. Còn thăng bằng thì nó xu hướng là nhiều hơn, rất nhiều hơn, rất nhiều hơn. Ví dụ đang từ Thank you.